Thưa quý vị, chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, đối tượng người có công cách mạng luôn được thành phố Đà Nẵng xác định là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài trong thực hiện chủ trương xây dựng thành phố Bốn An. Vì thế, mỗi độ Tết đến xuân về, công tác này càng được các địa phương, ban ngành chú trọng triển khai, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc từ bao đời nay. Đã thành thông lệ, trước thềm Tết Nguyên Đán hàng năm, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đều đến thăm và chúc Tết các gia đình chính sách, người có công cách mạng. Những lời hỏi thăm ân cần, những xuất quà được trao tặng tay không chỉ thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với các gia đình chính sách, mà gửi gắm tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với những cống hiến hy sinh của lớp cha anh đi trước vì nền hòa bình độc lập hôm nay. Mặc dù năm 2020 thì rất khó khăn, thành phố Đà Nẵng rất khó khăn do có hai cái đợt dịch Covid, nhưng mà đối với chăm lo cho gia đình chính sách, thành phố cũng vẫn thực hiện theo cái chủ trương của Hội đồng nhân dân thành phố, theo cái nghị quyết 235 là mức hỗ trợ quà cho dịp Tết này thì bằng của mức năm 2019 theo cái mức của Hội đồng. Ngoài ra thì cái đối với đối tượng chính sách thì năm nay Chủ tịch nước tăng 50%. Năm trước thì mức quà là 400-200. Nhưng năm 2020 thì mức quà Chủ tịch nước nâng lên tới 600-300. Để các hộ gia đình chính sách, người có công cách mạng an tâm đón Tết, thì việc hỗ trợ cho nhóm đối tượng này có được mái ấm kiên cố đã được các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện rốt ráo trong thời gian qua. Từ năm 2019, khi Trung ương không còn hỗ trợ kinh phí, thì ngân sách thành phố cùng Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa đã chi trên 54 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa xây mới 1.569 căn nhà cho gia đình chính sách. Riêng trong năm 2020, đã sửa chữa xây mới 858 căn nhà với tổng kinh phí 27 tỷ đồng. Lồn hồi năm 93 chữ bót nguyễn lao rồi, cái xuống cấp nhiều quá đang cũng dọc, nó rớt đó. Cho nên nói chung rồi cũng nhờ sự quan tâm của cấp trên. Cho nên địa phương, chính quyền nói chung là quan tâm mấy năm đi rồi, nhưng mà cũng chưa có điều kiện để lồn năm nay, nói chung là cũng có điều kiện nữa. Cách hợp của quan tâm của chính quyền địa phương, rồi cách hợp mới đây lồn nó nhỏ lên, thì thấy cũng phấn khởi. Các hộ gia đình chính sách, người có công cách mạng cũng là một trong những đối tượng được thành phố kịp thời chi trả hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo nghị quyết số 42 và quyết định số 15 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Qua cái dịch COVID này là đối với lại chính phủ quan tâm, nhà nước quan tâm cho những đối tượng chính sách, thì khi có cái nghị định đó là rất là kịp thời, khi đã triển nhà nước đã triển khai, chúng tôi xem TV là thấy triển khai, mà đến nay là người dân đã nhận được, mọi người đi nhận như thế này là rất là được sự quan tâm của trên, của đảng, nhà nước. Không chỉ riêng dịp Tết, việc chăm lo đời sống cho gia đình chính sách được xem là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của thế hệ hôm nay, nhằm tri ân công lao to lớn của lớp thế hệ cha anh đi trước. Mỗi mùa xuân về là dịp để mỗi người tự nhắc nhớ, tự soi mình để sống có trách nhiệm hơn, đóng góp cho quê hương, đất nước.